Hey, oh, em xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay em có một cái siêu siêu phẩm độc lạ đây mọi người. Một uh, một bộ này là combo của nó là có ba, ba sản phẩm Như mọi người nhé. Đây uh, ba sản phẩm này bé nhưng mà dẻo của nó là siêu to siêu to khổng lồ mọi người ạ. Như bà, như kiểu bà tân bi <laughs> Đây em đang quay cho mọi người xem đây. Uh, bộ combo này là um, có ba món họa tiết vẽ phun mình luôn mọi người nhé rất là đẹp luôn Đấy em quay cho mọi người xem này mọi người thấy đẹp không Đấy, em em đo kích thước cho mọi người xem Đấy, chiều cao của cái 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 bình nhỏ này nhá bình hút lọc này nhá là nó 25 này Đấy, cái bình tròn này cái ống tròn này là 21 mọi người nhá cái này là 25 này Đấy rất là đẹp luôn các bác ạ đây, em xin phép là giới thiệu với mọi người là đây em xin phép là em chiều cao của chiều cao của chiếc này nhé mọi người nhé chiều cao của chiếc này em đo lại đây. là 22 này 21 này. 21 em đo vòng bụng vòng của nó cái này như kiểu ống tre mọi người nhưng mà nó bằng làm bằng gốm nhé mọi người nhé mươi à, 27 mọi người nhé 27 Họa tiết vẽ à tay luôn Đây hàng của Kutani Triện mộc đầy đủ Hàng này em nói các bác là quá khó tìm luôn Đây bên trong này mọi người Đây, Sạch tưng luôn Bằng gốm nhá Rất là đẹp luôn Quá sách Đây, Em cho mọi người xem họa tiết của nó này Quá là đẹp luôn mọi người ạ nó nhỏ này mà những cái chi tiết này nó nhỏ như này mọi người Mà người ta vẽ rất là đẹp luôn Đây em quay lại sát lại cho các bác xem à, Đây là một cái này để, để người ta tượng trưng để múc nước mọi người nhé Đây cái bình này nữa siêu nhỏ nhưng mà siêu đẹp luôn và tiết vẽ tay nổi khối rất là đẹp luôn mọi người. đây, uh, cái này là hai bốn sáu bảy và bảy bảy vị uh, uh, gọi là thất thần thất thần nhé mọi người nhé bảy vị bảy uh, vị bảy uh, vị thần của nhật. à, khả năng không phải mọi người em cũng không nhớ là bảy vị này là vị bảy vị gì, Để em xin phép lại em chút lại lời nói nhé mọi người nhé em không biết là bởi vì gì nhưng mà nó ngon tích với bởi vị đây là có món chim này mọi người này đây, đây. mọi người thấy đẹp chưa hoạt tiết quá ok luôn mọi người chuyện mộc đầy đủ cho mọi người nhé đây Kutani này đây, đây là em đo luôn em đo báo kích thước cái này cái này là cao đây cao như này là 25 mọi người nhé cao 25 em đo vòng bụng cái thì nó nó nhỏ thôi mọi người vòng bụng của cái này là 29 mọi người nhé vòng bụng 29 Đấy, miệng rất nhỏ luôn miệng cái này nó chỉ khoảng tầm 2 phân thôi đây miệng nó 2,5 mọi người Đấy, miệng 2,5 rất là đẹp đây còn cái này vuông cái này vuông cũng là họa tiết khá là đẹp luôn đây, uh, hai vị uh, đang chơi cờ này Đấy, đây em em đẩy xa ra cho các bác xem Chứ em quay gần lại thì nó hơi khó đây nhá mọi người nhé mọi người xem này Đấy đây con chim này hai vị đang chơi cờ này bộ này em thấy rất độc lạ đấy mọi người Mọi người mà xem video của em um, có ai uh, ưng ý uh, uh, bộ combo này thì mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé đấy, chiều để em uh, xin phép em đo lại cái kích thước của cái này chiều cao của nó là 25 mọi người nhé nó vuông mọi người nó là 6 vuông 6 vuông 6 nhé mọi người nhé đây mọi người lên 25 mọi người vòng vòng tròn nó 25 Đấy, 6 4 2 4 vòng nữa là 25 luôn rất là đẹp luôn đây, em xin phép em, em để đây không để em quay lại cho các bác xem các bác nào mà ưng ừ, thì cứ liên hệ với em mà đã còn một có bộ combo này là, là rất là khó tìm luôn các bạn ạ đây nhá em xin phép em quay lại cái bình này là đấy bức tranh chính của nó đây rất là đẹp luôn cái bộ này là xứng đáng để quý anh chị nào muốn siêu tầm về để vào cái bàn uống nước nhà mình ý. hoặc là để vào cái chỗ nào mà nhà mình nó nhỏ nhỏ là trông nó rất là xinh luôn mọi người Đây em quay một vòng cho mọi người cùng xem này họa tiết vẽ tay nhé mọi người nhá vẽ nổi khối lên luôn rất là đẹp mọi người xem cái bình nhỏ này rất là đẹp luôn nó nhỏ như này đây em nhắc lại mọi người xem nó nhỏ như này mà nó vẽ họa tiết nó đẹp không mọi người quá là đẹp luôn ừ. cái uh, bộ combo này không phải là men dạng đâu mọi người nhé nó là men cứng chứ không phải là men dạng hỏa tiết vẽ kín luôn mọi người không có chỗ nào họ cả quá là đẹp luôn à, em trên phép là em kết thúc video ở đây đây mọi người mọi người em xem ai mà ưng ừ, cái bộ này thì cứ liên hệ với em à, qua số điện thoại zalo là 0962 949 668 mọi người nhé đây, em sẽ là để em quay lại cho mọi người xem một chút nữa này Quá là đẹp luôn, em thấy quá là xuất sắc luôn, nó nhỏ Nhưng mà họa tiết nó phun bình luôn, kín luôn Nó nhỏ như này mà nó họa tiết được như này là quá là tuyệt vời luôn mọi người Ôi, Một lần nữa cho em gửi lời chào thân ái đến tất cả các quý anh chị và mọi người Và đang xem video của em nhé Em toàn xin chào tất cả mọi người